Tôi đọc bài hoàng tiều với công chúa. Ban hôm vừa tắt mặt rời ngủ đưa hoàng thái vào chơi tống nầu. Chúa rằng mụ ấy đi đâu, bây giờ mụ vây vào hầu ta ở đây. Ra đường gặp bạn hôm nay, mạng vui qua xem thợ thay nảnh vào. Con bé nào phởn phơ yếm thăm khăn đào thâu kia. Hoàng tử già cách chặn thò nịnh thâu nâng mũ nhập như bóng đèn. Cửa này là cửa thiên nhan, chả như bác mẹ mà nhận đâu con. Con bé nào phởn phơ yếm thăm khăn đào thâu kia. Mụ già trâu nó nhà quê chơi dăm ba cửa đuổi về Nam ăn. Nhà cháu cũng đủ bát ăn quê mùa canh cưới cập ngăn trong nhà. Đồn vui tè nó xeo ra. Chúa rằng mụ để cho ta đập rầu nay nó bảo ra chuyên cần. Mụ rằng còn rãi chữa khôn kìa như con vật ta còn dây nên. Chúa rằng mụ để cho ta xem con người của ông cũng có duyên tình chung nhan thắc nết na gọi tên con á xuân nga tức thì ban cho quần áo giáp giày ban cho chở khoa đeo ngày tức thì. Canh tà tống đã điểm hai, chúa đang chất quê hồn mai mơ màng. Rồi tay Xuân Ngọc bỏ ra thơ nên chỉ thấy quận là đàn ông. Chúa nền kinh thở hai hùng, thử đâu qua thử nạ nùng. Bày ơi, ta là tố mộ thử này, oan người chưa khách khốn thay ngủ già. Đốc hơi vi hỏi dò na rằng ngươi quê quan cửa nhà nơi ở đâu. Bác mẹ là chàng khóa hay khóa hay giàu mà chàng nãy được thục thâu trốn này. Khôn thủy vận bạch chưa hoài hay hoàng tù mấy ngõ nhìn tay mỏi nhời. Anh ai quân vua thượng vĩ được người ta cầm quyền binh thấy đời. Tỷ dân anh còn thiếu kẻ lương khăn giảm tìm đôi chữ chữ tần xa xôi. Bản thân thiên hạ dời dời không đâu vừa ý đâu chưa bằng lòng. Đồn đây có gái khen chồng trèo non vượt biển cố công tìm vào. Tông nên cổng kín thành cao một mình hồ rễ làm thao cho tường. Cho nên vận mũ đưa đường vào xem qua đang cường thường. Hẳn hay ai ngờ vận đẹp duyên may. Nâng khăn sửa tuy hàn hài thứ trời. Anh nói đây dơi đất qua đất tên cao quá giời. Ngày nay tết ảnh mấy ngọa nhời. Giáo thùng nên chăng nàng quyết cho xong cả phu mộng quyết bỏ công mắng chừng. Chúa nghe anh vừa nể vừa mừng không bâng khuâng khôn biết nhẹ đừng nhẹ nên. Xin làng nghĩ nãy mai anh xuống tàu còn đương tùa tuyển cùng nhau gà kia dạ đã gây dục màu ba tuần. Vội vàng cởi áo thay quần nam nhân nảy hoa nữ nhân tức thì. Nại vào phòng cũ như y tớ thầy đã viết việc chi mà rình. Cháu già nại phó già già đưa về cho kịp đưa thang chớ chảy. Thế là với triều đình văn với hiệp nghị. Văn thằng Hư vào gả Vũ rằng không nghe, cũng đành thịt nát xương tan, ngoài con mà gả cho ràn đắng răng. Nó có đau binh ta cũng đau binh. Thế về sau với Trô Y mới ngồi với buồn càng mong tin tức càng không. Quẹt mừng giáo dắt bên đông càng buồn khen. Cái rời tay trước ngọc ném ra, nó chết nó là đàn ông bụi vàng chôn nó huyện Hồng. Tin nó vừa xong, tin chồng vừa đến.
mày cây mày cáo gì tao cho nó ăn vào quay nó mới đát bay mới nát bay đào nên xem khen cho người vợ chẳng hiền được người mà trả được nòng cao thơm đi hết núi của nón công. Thế xong lúc bây giờ nó với vật tàu nó về nó cũng không đưa về, thì ngã tàu kia nó đắm chết thì vãn này với còn cô ta với cô chú với nên ngồi với chợ ấy. Thế cái nhà nó với chú Uy là chị cũng không biết là có phải là cũng không biết thì bảo ra với bảo đưa ở và thế ra mua đi con cá anh hùng. Tất cả mọi người cũng không ai biết, thế với thầy thầu với cái cô chú biết với bảo à, thế cái đứa nào mà bảo thế ai bảo thế ra rước nó vào đây tao mượn ở với ở với con cho chú mấy cháu quận. Thế hôm ấy thì là với bế đi tắm thì là cái con ngỗng nó mới ăn bớt cái ruồi hạt của con ấy. Rồi mới đánh 50 rơi đòn xong nó bắt đấy giờ đi là có khách nó bắt đội đèn. Thế hôm ấy với đội đèn chúng mới khấn hoàng tiều nòng trời có thương con trời rồi cho hoàng tài đến chơi một ngày. Thế mới đến thì vợ đội đèn đau xót quá không ăn được, cứ hệ bưng xuống bát cơm lại gần xuống bông người tháo tị thiệt quyên bóp cũng không được. Thế sau với hoàng tiều với ngọc nên mới bảo ở ngoài quần bụng nó không còn một cái đứa phù đăng ngài có vùng nó vâng lên trầu tôi nói cười có đâu hoàng đã say mê như hoàng chờ ra tắm táp gội đầu kéo hôi gội đầu kéo hôi bành bao hạt ngọc bước ra hoàng tôi trông thấy nghĩ là tiên tha vội vàng ngồi xuống chiếu hoa mặt lại nhìn bạt quả nhiên rõ ràng. Mày ngồi xuống đây tao kể mày có tội gì tao kể tao gỡ cho mày không. Tôi trông thấy ông nó đã biết nhau rồi, tôi trông thấy ông nhân đức hiền hòa vậy nên tôi kể chuyện nhà tôi ra. Quê tôi ở huyện Hà Tây, cha mẹ dắp gả những ngày còn thơ cho nên vương thố không vừa thố mình là nỗi đông tơ lại nhầm thuyền than mà đậu bến đầm tay đâu mà gầy đàn cầm trăng ru. Thế chú Huy nói bảo ở đây với cháu quận cũng lâu ngày, với cháu quận đi tắm hồ then hồ tai cháu quận nó liền giấu đi một là giấu giếm hai thì và bán đi. Thế thì chua cái con người vợ thằng Tiều ấy bảo rằng ở đây với cháu quận lâu ngày cũng quen, với cháu quận đi tắm hồ then và tai cháu quận nó liền giấu đi nó liền đi đâu trông nên chẳng có một ai, có con ngỗng được giao đi ngay đầu đàn với bà. Thế kia người hội mới bảo ông tôi xuất ruột nóng nòng, xuất ruột nóng nòng muốn ăn thịt ngỗng nấu đông làm vầy thay quân nhà bếp chúng bay bắt con ngỗng được đi ngay đầu đàn. Thế mới bắt con ngỗng với thịt nó mới bắt đem đến chỗ nó mổ, thì mổ ra thì thấy cái hội cưỡi hạt ở bên cạnh thuyền mới bảo rằng hạt tai chị đáng bao nhiêu việc vì chị bắt vợ tôi đội đèn nó bây giờ chú Huy mới biết đấy. Vợ tôi đổi đèn nó gian chị đuổi nó đi, việc gì chị bắt vợ tôi đổi đèn, tội chị thì đáng quay giày, tội chị thì đáng đem đầy về đông. Trăm năm bể ái nguồn ân, mười bên tích nạch tôi cân cũng bằng, nhà thì cửa gác tung bày, việc gì mà phải đến đây cơ hàn. Thế là hết, đưa vợ nó về tàu mất. Bây giờ tôi hát cái bài ăn chơi cho cô nhé. Ăn chơi tôi quyết ăn chơi buổi thơm buổi chiều thắng chèo nông trưa rượu bạch tuyết chuyện thí kiểu kể dăm ba câu khi vui cho anh em ta thuốc ná chè tàu khi rượu kim cúc ra màu chè then em quá dù anh thời đóng cửa đừng cài then tuy rằng cửa đóng như then không cài văn tối đêm qua anh còn nghỉ mát phòng ngoài thấy em thở ngắn thở dài phòng trong chỉ ước gì đôi ta quân tài nhập phòng ngoan ôm lấy phượng phượng bồng lấy đoan thiếp anh chàng đi đâu tôi tưởng nhớ mong chàng
u ê nè mày niệu vòa vàng kim tươi nãy kém tươi chỉ bằng khuôn nồng tôi nhớ cảnh như người nhớ nơi thì ngộ vội rồi chân ra bóng con chim hồng nhạc thấy nẻo xa xuân an thủ cúc ghi mặn mà cả đôi nhân tiện cô nàng đây anh hỏi một đôi nhời nên chăng cô nàng nói thấp cao một và nhờ anh kể từ trong tác cơ hợp cơ dời nên chăng gặp gỡ một vài nhời trao nải kết trao cơn gió chung phòng phảng phất đi vườn đào ai dám tính như đấy buộc vào tình đây sao chả có văn à chả có nhìn ngại đôi ta văng ngừng mặt một ngày cầm bằng bác mẹ đem đầy bế đông chả có chăn gối đôi ta nên đạo vợ ở trong gặp nhau một chốc khi ra nồng ông trời chui chỉ liệu thế nào êm ái thời thôi ngày mai kẻ ngược người xuôi mặc nào em xin này đừng tính quẩn nòa quanh đừng nghi là nghi chớ hoặc thiếp chúng em bận nông trả xong thời quyết cho xong trả xong em tớ cái điều vòng làm chi chúng anh này quân tại không phải con người ăn thổi thì bản thân thiên hạ thiếu gì người ngoan tống cửa treo mái tam quan chờ cho văn khách chi hồng nhan vậy vùng tống cửa ai tâm thấy trả thùng thanh thanh đồ biển vậy vùng trôi xưa một cách chuông treo mấy cửa chùa nước nam ta mấy ông thua tiêu ngàn hết giờ thì hát cách nhau từ lúc ngày xưa cách nhau từ lúc ngày xưa tay cầm cành ngọc tay đưa ná vàng tái nhân viên thì bởi tại chàng qua nên ná ngọc xa nhau ngày ra đứng gốc ngầu hoa ngâu rụng xuống trên đầu tiếng thơm thay tiếng đồn anh văn tốt tự hay bác mẹ cùng chuộng em rầy cũng ưa anh đôi mươi tuổi đường vừa em thì 18 em chưa lấy chồng tiếng ai như tiếng chuông đồng làm tim ngoan phượng thổ rồng mà ra lạ gì đôi đã đưa chúng ta yêu nhau về nết mặn mà về duyên đầu nàng có con chim tiên nó kêu riu rít cho nên bồi hồi chàng về đằng ấy xa xôi hoài rằng có biết rằng tôi thương chàng nói cây kim ngân nói rễ kim vàng cây bao nhiêu lá thương chàng bấy nhiêu nồng đây thương đấy cũng nhiều đấy mà thương lại bao nhiêu mặc nồng hết tờ giấy trắng viết chẳng nên thư nhân tình đạo nghĩa cũng như vợ chồng cái tờ giấy hồng anh phong chữ thọ anh gửi thư về hai họ bình nhiên bác thang nên hai hoa vàng thấy chàng nghịch thử quá đằng vào chơi tay vưng chén rượu thăm khơi tay gạt nước mắt chàng ơi thiếp về chàng về thiếp lại ủ ê chàng ở thiếp về chàng nghĩ làm thang đương khi đông liễu tây đào một mình ngao ngán làm thao bây giờ đương vui ngồi xuống bàn cờ nghĩ rằng tiền viễn ai ngờ dở dang đương vui cởi ngựa ra về cầm dây cương lại thiếp đề bài thơ tới tách ông Việt bà tư che dây chỉ có nửa mùa mà thôi tách chàng cầm nóng dây cương để cho nông mã lên đường phù vân tách chàng chậm bước khoan chân để cho kẻ tính người thần hợp duyên chàng mà cầm nóng dây cương để cho kẻ tính người thần gặp nhau vợ chồng là kiếp là duyên chẳng may xấu tốt hoàng thiên định rồi nếu mà tánh khỏi nơi thì dời thao con tể tướng lấy người hàn vi giai nên học chữ vô uy gái nên khuya thơ khuya thớm trà kỳ tự đồng cùng nhau phu tướng phụ tòng xin đừng ngánh bác tung đâu hồ mình hết
Bây giờ tôi giới thiệu hai vợ chồng may quần áo cho nhau ạ. Đôi ta đã thuận nhau rồi, thắm bộ quần áo ăn chơi hải phòng, chồng giày tàu vợ này dép bông. Làm trai chơi tản hải phòng chẳng kém gì ai, muốn cho túc mọc bằng mai. Mai mặc hoàng trúc một bài cũng xin lấy cho, muốn cho lấy vợ này chồng. Rồi mai em hẳn tung mong ở đời anh phải chiêu đời, cho nên anh thắm đồ chơi cho nàng. Anh đi qua cái chợ Hà Nội đương đông, thấy hàng thợ bạc đánh giao cho nàng thắm dèm hai tay và vỗ nhẫn vàng. Một bộ xà xích vắt ngang lưng chừng, thắm dèm ba buông hiệu phu quý phủ rung bội mùi. Thắm dèm quần nỉnh quần trời cái rù cái thật, em ngồi em khâu thắm dèm đôi quả đựng dầu. Một chiếc ngư lược tàu, một chiếc gương vuông hết. Giờ tôi hát vợ này thắm cho chồng ạ. Hát nha. Gái thiền quyên thăm thừa cho chồng một bộ quần áo ăn chơi, áo lương quần cấp cái ô cánh dơi, cái đôi giày tàu nhỡ tam giang anh trưởng đội trên đầu, nước ngà giắt tóc cái đôi giày tàu anh vườn bước khoan khoan. Tay anh chàng còn đeo ngọc thạch nhận vàng, hộp quân liễu thư vẻ vang tâm chiều, cái gì nâng cấp hoa anh chàng thiếp tôi ruộm ngã mùi điều. Hỏi chàng thâm quế mị miều hay chưa, gái thiền quyên thắm thừa chùa vừa. Võng môi điêu thứ cái con ngựa thừa, nó hay trong tay anh còn chơi nắm đồ hay. Cái ống vôi vàng cái con dao ríp bạc, cái quạt cầm tay bằng ngà tay anh chàng còn đeo bạc bảy sao và bao riêng thuốc ná cái ngọ ba kha, chí phong tứ phệ có giải tiền tòng. Gái thiền quyên thắm thừa cho chồng mua nương mua cốc mền bông dài mông tứ bè có dải tiền tòng. Áo thời bằng vóc cư cha đồng vạn vân, một chạp nồng ấp nhận thân. Ba tư bảy tám năm tần cái thập đã hoa hết. Khen ai tòa nẹo khéo đưa đường, đưa cho anh trưởng biết quê cô nương ở đây. Tách ông tơ bà Nguyệt khao khéo xe dây, xe cho anh trưởng đấy thiếp tôi đây. Cùng vừa thiếp thì thắm cho chàng một bộ quần áo ăn chơi, thiếp thắm cho chàng cái táp chữ nhật nãy liền rau rít một cặp ống vôi, thiếp thì thắm cho chàng cái gương cái nược đôi mồi. Hóa ru rồi thiếp lại rời thang đông, thiếp thắm cho chàng một bộ nồng ấp chăn bông. Kéo kép chở ruộm chung ba bốn mùi, một chiếc thiếp tôi ruộm giả ra rời. Chiếc tông quan lục chiếc ngoài hoa huyên, thiếp tôi trà thiếp ngoài hoa huyên. Một chiếc thiếp tôi ruộm giả mùi huyền, thiếp tôi thắm cho chàng địch thử bằng tiên tần đời. Giờ chồng như này hát ạ. Cô bay nói nhời sao không giữ nấy nhời nữa, mà giáo dở đó có ông dời chứng minh, chúng anh đây thay huề thay ngãi thay tình. Nào ai thay đắm cô mình làm chi, thấy gian tiếng bất tiếng trì. Nghĩ mình là vẻ vang gì vẻ vang, yêu nhau về thuận về duyên. Đường theo tứ tỉnh cái đất thương yên, chúng anh không thiếu gì hết. Giờ tôi hát cái bài ông cha chết rồi về dặn con. Tôi niêm tuần ngày thọc vọng thương thế, cha đã thế mẹ còn nhà thanh cửa bạc. Tướng nam con sẽ bước vào đây, cha dặn nơi này cho con được biết. Vũ cha xấu kiếp cậy đã có con nuôi rủi tông ngôn gia tài điền thổ vật tổng của hên. Của hèn ruộng dưới vườn tên áo thâu áo tước, cha sinh ra được có gai có dài vừa cả vừa hai vào cho cha rồi. Anh thuận em hòa con có nghe cha, mấy nên hiền tảo cơm cơm cháo cháo bột nọc nước rửa cám chuối thơm tưa kinh thành nam phụ.
Công cha mâm bu khó nhọc về con rọi nửa đốt đèn, cho cha uống thuốc dài thời đến bước gái ép ăn hồ, miệng đã rau khô chả ăn chả được. Chả ăn chả... nâng chả ăn chả được nâng lên đặt xuống nâng lên, con cháu ngồi khuyên cho cha cầm thực. Con râu có đức con rể có nhân thương cha muôn thần, cảm công thinh đẻ con trai có nghĩa đời áo thay quần, con gái có nhân rưỡng người có ấy thóc. Trong mình cha nhọc tận tử nhất sinh, cha đã biết mình cha chả ở thế, cha chả còn ôm bê cháu gái cháu trai, chả còn hôm mai miếng dầu bát nước. Cha còn nên ngược nàng dưới xã tên, cha giả đôi bên cha về thượng đế, cha trả giả râu rẻ cha giả các con, cha về âm môn cha trả ở nữa hết. Giờ tôi giới thiệu tôi hát thơ Bác Hồ lễ đền kiếp bạc. Thơ cụ Hồ để đèn kiếp bạc, tôi cũng tay cũng mắt cũng anh hùng, tôi Bác cùng bạn kiêm cùng Bác phá quân Nguyên Thanh kiếp bạc, tôi bình giặc Pháp ná cơ hồng, Bác dắt một nước qua nô nề, tôi dắt Nam Châu tới Đại Đồng, Bác có Ninh Thiêng cười nên một tiếng, để tôi cách mạng chóng thành công hết. Bây giờ tôi đọc cái bài bà ấy có con đi đò, đi treo giặc bà ấy vận động con bài về chiều hát luôn nhé. Con ơi chẳng thà con giết mẹ đi, chẳng thà con chết từ khi con học nò nọt nòng. 3 năm bú mớ mặm bồng tướng con, tuổi trẻ đầu xanh nên cơ nên nghiệp rặng ranh, cửa nhà nghe nhời kẻ phỉnh người ta, bỏ nhà bỏ cửa con ra ngoài đồn. Ở đồn cay đắng nào hơn, theo quân kiếp nước phụ ơn kinh sinh thành. Nỡ nào quên nước quên non, nước ngon còn đo mẹ còn con đây. Phúng Tây con bắn lại Tây banh đồn hạ bốt về đây mẹ chờ. Đêm thắp ngọn đèn cực ngàn bờ, thấy tai nghe thung nổ mẹ chờ con đây. Tôi nay là gái chưa chồng, hồng the đoan khách anh hùng kết duyên. Mấy nay manh mối đưa tin mà còn ao ước được phen gặp người, trắng tham ruộng cá ai ơi, tham anh vệ quốc đi đời sông pha. Trắng tham tiền gà bạc thôi gà, thì xin cách thách cưới của bà đẻo này. Một xin ra tận chiết tây, cho đời biết mặt nước mây anh hào. Tha hai xin đắp nỉ đào hào, cản quân khu địch khoai vào nàng ta. Ba xin trong nhịp suy đưa, vàng vàng trôi nổi tin vừa khát khao. Vàng danh tài trí nam nhi, qua mùa chinh chiến nói gì không thông. Giờ tôi hát bài dân kia mấy tuổi dân già. Dân kia mấy tuổi dân già, núi kia xanh tốt gọi là núi non. Chơi răng từ thổ răng toàn, chơi hoa từ thổ hoa còn tiến cây. Từ ngày anh biết em đây, mấy hoa cũng heo, mấy cây cũng thầu. Bao giờ cái trí giao cầu, hoa heo nảy nở cánh thầu nảy tươi. Chẳng lo một việc sự người, chẳng ăn cũng thiệt, chẳng chơi cũng già. Thân em phận gái đàn bà, chả ăn thì cũng về già hết rồi duyên. Hết tiền anh nãy tìm tiền, hết duyên hồ rễ còn duyên nhở nào. Thân em như tấm lụa đào, còn nguyên ai xe vùng nào đi đâu. Chơi nhau một cuộc bể dâu, rừng nhời ăn nói mà đau đớn lòng hết. Giờ hát. Con chim nó hót trên đời, nó kêu vất vả nhật người giao thông. Nó phải kêu nên phải gắng công, bảo toàn hoa can bộ qua vòng y nan. Trời mưa nước suối nên toa, thương anh công tác nên mò thuốc đêm.
Tuổi thơ anh thách một bên tay gậy tay bị rừng đi ngập mơ. Gặp gành hoa mai nở ngọn cành mai, giao thêm tiên thịt hề đà tài gắng công. Qua hè rồi nãy thang đông, chịu vừa đựng luật mướt mà không vàn phản nàn. Xin anh những cứ gắng công, phụng thử non, phụng thử khăn trên nó gì không xong. Rổ mã bên thành hôm qua anh thang rổ mã bên thành, bỏ quên cái non một chùm hoa then. Cô mình có được thì cho anh xin, hay là đã toát đưa tin về nhà. Cố tay em tắng như ngà, con mắt em niếc như là giáo cầu. Mắt anh niếc mắt nàng nàng, đưa ví dụ thơm biết nhau ra. Đá vàng cũng quyết, phong ba cũng nhiều. Em đừng cậy em là con gái nhà giàu, thấy anh đi ở ra màu mía mai. Sức nâu với biết đêm dài, thạch thùng vương hải kem gì ai tông nầu. Em được bao nhiêu tuổi em đã khoe giàu, ba von quay cuộn một còn đâu đến giờ. Vương thi phần tháng anh chả đáng thôi nhờ, con người nịch thử cũng thừa tay anh. Anh đã tốt chơi hoa thì phải vìn cảnh, làm cho hoa rỗ bé cảnh bán rau. Ta cô đi bé dành trả bé cảnh mẫu đồn. Tay tơn đoạt đén chén rượu đào, đổ đi thời tiếc uống vào thời thay. Anh chay chè thay chén, anh trả thay tiền em đâu. Nước đứng mà đựng chậu thâu, qua cái mâm tiện tự đựng rau thải nài. Ngoài con người da trắng tóc dài, cha mẹ ép gả cho người đần. Ngủ ba năm ăn ở người đần, không bằng một chốc tới gần người khôn. Anh khôn ấy được em man, đồng tiền mua được vàng thon trong nhà. Hết vàng anh nãy lấy ra, vợ khôn trong nhà như của dời chua. Trước khi bây giờ em tham vàng bỏ ngãi, ai ơi vàng thời ăn hết ngại tươi còn dày. Tham vàng bỏ đống gạch đầy, vàng thời ăn hết gạch xây nên tường. Chê đây nấy đấy hơn gì, chê bất nấy chỉ cho nặng đoàn cân. Chá tin bắt quan thiên tạo mà cân, bên vàng nặng 7, bên nhân nặng 10. Cô thì mình đẹp như ông tượng mới tô, anh như ngói bút vẽ đồ trong tanh. Một thương tóc quá đuôi gà, hai thương ăn hoay mặn mà cũng xinh. Ba thương em ngủ một mình, đưa đi nước nãi ra tình giăng hoa. Bốn thương áo lượt quần là để em ăn mặc khi ra khi vào. Năm thương con mắt xinh sao, đưa đi nước nãi biết bao nhiêu tình. Năm thương bộ nhẫn của mình, khen ai kheo keo cho mình đeo tay. Sáu thương ma tía hay hay, phấn tàu nắng qua hay thầy mẹ vua. Bảy thương cổ giấm đeo vừa, khen ai kheo kết bộ tua cho nàng. Tám yêu khăn nhũ tam giang, khen ai kheo huộm cho nàng. Nàng ơi chín thương xà xích ống vôi, hai tay nãy có một đôi khuyên vàng. Mười phương thì ngõ gặp chàng, thì ta kết ngãi đa vàng chấn châu. Bướm thay thay đắm bề hoa, cho nên bướm phải vào ra đây cùng. Ước gì hoa là vợ bướm là chồng, ước gì hoa bướm trung phòng đẹp đôi. Bướm đừng nghĩ ngợi xa xôi, bướm đừng quan ngại nắng nôi giải dầu. Khăn dấu vành dây, một yêu khăn dấu vành dây, hai yêu cả đôi giày bàn chân, ba yêu nhiễu tắng may quần, bốn yêu nhiễu tím may chăn đắp cùng, năm yêu nảy yêu nùng thấu yêu cả cùng chung một nhà, bảy yêu thực yêu thà, tám yêu cả mẹ cha là nhà chàng, chín yêu con mắt niếc ngang, mười yêu em anh kết nơi chàng ơi. Một yêu nét mặt cũng xinh, hai yêu thầy mẹ gả mình cho ta, ba yêu chung cửa chung nhà, bốn yêu phận đẹp như hoa tiên cảnh, năm yêu trẻ tuổi xuân thanh,
thấu vô em chợ qua tình lấy ai, bảy yêu như trúc như mai, tám yêu em chợ lấy ai trong nhà, chín yêu thợ mẹ hái cha, mười yêu thợ kẻ nói ra nói vào. Mắt chẳng nhách đồng hồ chẳng cạn nghĩ chiều biểu cho chan cho ai, một ngày nên bạn hay thao, một đêm hôm nọ biết bao nhiêu tình, anh thợ phòng thi đồ quán chiêu đình, bia mòn đa nở ta đừng quên nhau, ta quá yêu nhau vất nể khoa dầu, rượu phương cũng nhấp miếng dầu cũng ăn. Nói đây nguyện bóng thần đăng, ngọn đèn nặn bông nặn chuông bông chẳng thoai vào, chẳng thoai vào. Đêm phong thư em ngồi tựa chốn phong đào, một mình em mở quyển Vân Kiều, em đọc em ngâm đến chữ đồng tâm, giật mình em nghĩ khách xa xăm em giải dầu. Bướm tông hoa ấy cũng màu, hoa tông bướm ấy ra màu cũng xinh. Mình đâu mình chả biết ta, ta ở thứ Bắc buôn là dòng rau, rau cần rau riếp rau răm, cà chua mướp đắng ngũ mùi da na, quang thông tám rẻ cho bền, gánh nên chợ mới một khi, anh thì cất gánh anh thì nghỉ ngơi, củ hành anh bán một xu, bắp cải ai rưỡi chín thu, anh chuẩn người hiền nào, nại bán qua hiền nào tâu qua dám tham tiền ở đâu, kiểu như đội xếp đứng đầu hàng A, từ ngày thằng Tây nó chiếm mất đất ở Nam, thinh ra tàu hỏa chạy ngoài Nam Canh, nó ngồi nó nghĩ cũng ra rành, thinh ra đầu hỏa chạy quanh phố phường, bồi bếp cho trí bồi bàn, phen này ta với ra tuồng ngẩn ngơ, A Nam có thế bao giờ, thinh ra đầu hỏa đinh chờ ngã ba, đền ông giữa trí lên bà, ai mà được nịch thử ta hòa bước lên. Giờ tôi bắt bài thổi nửa đấy. Thôi nửa cha thấy nửa nên, đốt đom chẳng thấy thêm chả cháy thêm nua vợ thêm noa vào mình, hai tay bưng lấy điều bình, mời chàng thơi thuốc sâu tình đến em, điếu ngô vịt bạc rõ ràng, chàng muốn chết kết ngã chàng thang em chơi nhà, chàng thang em bưng điếu ra, cổ nó bằng ngọc tan ngà đồng đen, khi xưa còn nã chưa quen, bây giờ đã tỏa bằng đèn ba giây, hút vào thở quay ra ngay, thủy hóa vào điêu chẳng thấy nư đừ, hút vào nãy thở thứ tư, thủy hóa vào điếu cũng như vợ chồng, ước gì xe nà vợ điêu nà chồng, đóm riêm chính thực gỗ thông mang về, gỗ cụ chuyện bát để kê, rồng đen chép nếp quay đê bằng đồng, cuộc nĩnh anh thích dây thông, quay điêu chính thực bằng rồng kéo ra, nước điêu chính thực na ngà, quốc điêu chính thực nước hoa rõ vào, chúng anh quân tài trí cao, anh xích chữ điêu làm sao cho vần. Thế thôi.